Mẹo hay để tránh chuột rút vào ban đêm. Chuột rút tuy không nguy hiểm hay làm tổn thương cơ, nhưng sẽ khiến bạn đau đớn và cực kỳ khó chịu. Khi bị chuột rút, cơ bắp của bạn có rút lại và đau nhức nhối. Tình trạng này thường xảy ra ở chân, đặc biệt là bắp chân. Dưới đây là những lý do dẫn đến chuột rút cùng vài mẹo và hay giúp bạn đối phó với nó. Nguyên nhân gây chuột rút do mất nước. Khi cơ thể thiếu nước nó sẽ ảnh hưởng đến lưu thông máu từ đó dẫn đến tình trạng bị chuột rút không chỉ thế khi cơ không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết các dây thần kinh sẽ trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động vật lý dễ gây ra những cơn co thắt cơ thể bị lạnh nhiều người sẽ ngủ ngon hơn khi nằm phòng máy lạnh tuy nhiên nếu cơ thể chịu nhiệt độ quá lạnh sẽ làm cho các cơ bị co lại và cứng dẫn đến tình trạng chuột rút bởi vậy khi đi ngủ bạn hãy che chân của mình với tấm chăn ấm và đừng để phòng quá lạnh đứng trong thời gian dài, nếu công việc đòi hỏi phải đứng cả ngày như làm bảo vệ, nhân viên thu ngân hoặc phải di chuyển cả ngày và mang theo nhiều đồ nặng, bạn sẽ thấy mệt mỏi ở cơ bắp. Vào giờ nghỉ ban đêm, bạn sẽ rất dễ bị chuột rút. Do vậy, bạn nên để tay chân mình thư giãn hoặc thay đổi tư thế thường xuyên nếu đang làm những công việc kể trên. Tập luyện quá nhiều, tập thể dục rất tốt cho sức khỏe và giúp hạn chế tình trạng chuột rút. Tuy nhiên, nếu tập luyện nhiều với những bài tập nặng thì khả năng bạn bị chuột rút vẫn cao bởi cơ bị co. Sau đây là một số mẹo giúp tránh không bị chuột rút khi ngủ. Số 1. Tắm nước ấm Tắm nước ấm trước khi đi ngủ là cách hoàn hảo để giảm đau cơ và tránh bị chuột rút. Ngoài ra, nước ấm có thể làm dịu giúp thư giãn các cơ. Số 2. Uống nước dưa chua Nếu không có đồ uống thể thao hoặc nước bên cạnh để nạp vào ngay khi khác, bạn có thể uống ít nước dưa chua. Nó chứa hầu hết những gì cơ bắp của bạn cần để tránh chuột rút vào ban đêm. Số 3. Ăn chuối Chuối chứa nhiều khoáng chất có thể chống lại chứng chuột rút. Nó cũng chứa carbon hydrate bổ sung thêm glucogen, rút ngắn thời gian hồi phục cơ bắp. Mặc dù ăn chuối có thể không giúp bạn tránh bị chuột rút hoàn toàn, nhưng nó vẫn là lựa chọn tốt mà bạn nên thử. Số 4. Bổ sung magie Các thực phẩm chứa magie giúp ích rất nhiều cho người hay bị chuột rút ban đêm. Bơ, đậu, rau chân vịt, sô cô la đen, đậu hũ là những thực phẩm giàu magie và các chất dinh dưỡng khác mà bạn nên bổ sung thêm vào trong bữa ăn của mình. Số 5, ăn mơ khô. Quả mơ khô chứa rất nhiều kali, có thể giảm co thắt cơ, giúp ích rất nhiều cho những người gặp vấn đề chuột rút. Hãy thử ăn hai quả mơ khô mỗi ngày trong một tháng, bạn sẽ thấy được hiệu quả. Trên đây là những mẹo vặt hay giúp bạn tránh chuột rút vào ban đêm hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ